hai đường Trần Tấn này, thấy không? À, Trần Tấn này. Cái này dễ bị người ta dễ bị loạn ấy, thấy không? Nó gì á? Ví dụ địa chỉ ta không biết đi rồi nào luôn ấy. Không biết đi ở bên này hay bên này. Em nói ấy một đường ấy nó đúng thôi. Đây là số 3 này. Số 1. Đây 1A. À nó vòng cung. Kìa, vòng nó phải tính từ đây nè. Đấy, bây giờ ra được các bạn này.